Em chào các cụ nhá. Mà có dám trục sới thì liên hệ với cơ sở Hoàng Mai nhá, bao phê luôn đấy. Em cho ga ở tốc độ rất chi là cao, mà giạt phay là 1m8, phủ bì là 2m này, chạy im đi ạ. Các bác nhìn này, chạy phê không? Do nhu cầu là cần độ sâu ấy, nên em phải thay cái bộ trục dàn sới là dao chân núm này, nó dài phê đó các bác ạ. Đấy, và cái trục bên em bỏ ra ấy, nó để chạy cho ướt là chủ yếu à, thì em lại cất vào đây này. Chứ không phải là ấy đâu nhá. Cái trục này nói chung là em đặt ở trong anh Hùng ở cơ sở Hoàng Mai ở Đồng Tháp ấy. Em phải công nhận là bao phê luôn. Các bác có gì được cô ủng hộ cơ sở Hoàng Mai nhá. Em thì thấy cái hay thì em chia sẻ cho các bác thôi, chứ không phải là video quảng cáo cho một ai hết. Thế là thấy cái hay thì em chia sẻ cho các bác trong hội máy cày thôi. Các bác bây giờ em tắt em đo cho các bác xem độ dài kinh khủng luôn. Em cũng không tin vào mắt mình nhé các bác nhỉ. Các bác nào cứ đo từ trục ra mà có con nào mà dài hơn thế này nữa thì alo cho em nhé, em gọi bằng sư phụ nhá. Là 24,5 nhá. Đấy, từ trục ra này các bác này, các bác nhìn trước này, bác nào mà có đo mà dài hơn đây thì em gọi là sư phụ nhá. Đấy, nho nhu cầu là cần độ sâu của đất để trồng cây hoa màu ấy, nên em bắt buộc phải thay cái trục này. Thay trục này và bên cơ sở Hoàng Mai đã làm giúp em đây. Thì hôm nay sau khi giao giếc đầy đủ, em cũng quảng cáo, em cũng quay để giới thiệu với các bác có nhu cầu làm được cái bộ trục chuẩn ấy, thì liên hệ với anh Trung ở cơ sở Hoàng Mai nhé. Em rất chi là ưng. Thôi ạ, xin kết thúc video ở đây. Đầu xuân năm mới chúc các bác là nhiều công việc ạ. Dạo này rơm rạ thì em hết rồi. Tại sao em cứ thích đi máy cày cuốn rơm cơ. Đấy, hết cái vụ cuốn rơm thì em bắt đầu lại chuẩn bị vào công việc của mình, lại đi làm đất. Nên em dùng cái dòng này cho nó đa năng. Chứ nếu mà dùng con cuộn rơm tự hành ấy, nó chỉ ăn mới phục vụ mỗi cuộn rơm thôi, ngoài ra thì nó chả làm được cái gì hết. Cũng 400-300 mấy chục triệu ấy, nhưng nó chỉ có một việc thôi. Còn cái em này thì hết cuốn rơm thì bây giờ em về em lại đi làm đồng làm bãi đây. Lâu lâu lắm rồi không lên, không lên video cho các bác, nên cũng nhớ. Hôm nay thì ngẫu hứng thì vừa lắp xong cái bộ trục gắn dao chân núm này ở miền Bắc nhé. Các bác mà có nhu cầu muốn thay đổi cái độ sâu của đất ấy thì liên hệ với cơ sở Hoàng Mai giúp em nhé. Đây là em chia sẻ thôi, chứ không phải là kinh doanh buôn bán gì đâu, vì em là người đi đặt bên đấy làm mà, thì em cảm thấy rất chi là ưng. Thôi chia sẻ với các bác như thế nhé. Em phê không, nhìn chụp cà phê mà nhìn cái dao này em rất chi là mê luôn đấy. Em tuyển 18 cờ Bắc Ninh, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn trong hội máy cày đầu kéo các kiểu nhá.